Minh đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp ngày mùng 3 tháng 10 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử Vi tuổi Tý. Vận trình tình cảm gặp nhiều may mắn, Tam hội xuất hiện khuyên con giáp này nên mạnh dạn mở rộng các mối quan hệ xung quanh, nếu không thể tiến xa hơn thì ít nhất cũng có thêm những người bạn cho mình. Công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra may mắn dễ dàng thực thần nâng đỡ mở ra cho con giáp này một ngày thuận lợi, hanh thông. Bản mệnh có thêm các hoạt động thú vị bên ngoài, đây sẽ là cơ hội tốt để chứng tỏ thực lực và bản lĩnh của mình. Vận trình tài lộc rực rỡ, con giáp này có thể nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống của mình thông qua sự sáng suốt, nhạy bén. Bạn nên cẩn thận bệnh về phổi, máu, ruột già, gân, khí quản, nên chú trọng rèn luyện thể chất đồng thời ăn nhiều các loại thực phẩm như lê, tạo, nấm, cải trắng, thịt gà để bổ sung chất dinh dưỡng, có tác dụng dưỡng sinh tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim cẩn thận đề phòng bất chắc nhờ quý nhân giúp đỡ khéo léo trong cách giải quyết công việc chờ đợi tin tức khác sắp xếp lại công việc sửa chữa máy móc xe cộ tu bổ đồ đạc làm phước chữa bệnh không nên tranh cãi sẽ gặp chuyện phiền lòng cầu hôn sự không tốt có tài lộc nhưng dễ hao tài cho đồ đạc xe cộ máy móc nhà cửa tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy nên cẩn trọng về việc đi lại di chuyển gặp chuyện không hay dù tình thế bắt buộc phải đi gia đạo bất an có chuyện buồn không nên có sự đối đầu ngang ngửa khi việc xấu đến cần phải bình tĩnh để giải quyết vì sao của vấn đề còn có nhiều người dòng ngó mưu sự mà mình chưa biết sức khỏe không tốt đề phòng rủi ro tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa công việc còn trải qua nhiều khó khăn bận rộn không nên hấp tấp nên có sự tham khảo ý kiến của người khác có nhiều áp lực hoặc ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan nhưng nếu bền trí thì sẽ thắng lợi cần đề phòng những rủi ro bất chắc liên quan đến sức khỏe bổn mạng của mình và người thân nên thử thời vận tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ nếu có tiền bạc thì cũng nên cẩn trọng vì chỉ đem lại những bất hòa xích mích về tình cảm hoặc phải chi dụng vào những việc buồn về đình đám xe cộ máy móc án phí lệ phí thuế đau ốm sức khỏe tăng tóc tai nạn của mình hoặc người thân có tin xa mọi sự sẽ đến hai lần chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc Công việc còn trải qua nhiều khó khăn bận rộn, không nên hấp tấp, nên có sự tham khảo ý kiến của người khác. Có nhiều áp lực hoặc ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng nếu bền trí thì sẽ thắng lợi. Cần đề phòng những rủi ro bất chắc liên quan đến sức khỏe, bổn mạng của mình và người thân, có sự gặp gỡ bất ngờ hoặc có tin tức. Tử vi tuổi sửu, vận trình tình cảm còn đang ảm đạm, người độc thân mãi đắm chìm trong các cảm xúc tiêu cực vì mãi mà chưa tìm được một nửa yêu thương, duyên chưa tới khuyên bản mệnh chẳng nên gượng ép hay đau buồn để làm gì công việc của tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra khả quan cơ hội luôn hiện diện trước mắt chỉ chờ con giáp này nắm bắt là làm biến chuyển mọi kết quả không may nhưng nếu chừng nào tuổi sửu còn nhìn nhận mọi thứ bi quan thì chừng nấy vẫn cứ đứng yên một chỗ vận trình tài lộc rủng rình bản mệnh chẳng lo không có cái ăn cái tiêu khi nguồn thu vẫn cứ tăng đều về sức khỏe dự báo do chịu ảnh hưởng của hung tinh dẫn đến cơ thể mỏi mệt ra đường nên chú ý cẩn thận va chạm bạn đề phòng với các bệnh liên quan đến gan thận, đau đầu, mắt, bệnh về gân cốt, nên nớ cần phải bảo vệ cơ thể, vận động hoặc xoa bóp để giảm bớt các cảm giác đau nhức. Không nên nhìn màn hình điện tử quá lâu mà ảnh hưởng đến mắt của bạn. Cẩn trọng, suy nghĩ tiêu cực chỉ càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh Kim, có tin xa về chuyện tình cảm, ngay có sự gặp gỡ bè bạn, quý nhân, có tin tức tốt đẹp về công danh, tình cảm của mình hoặc của người thân trong gia đình đã đến lúc cần phải giải quyết theo sự hẹn ước, đính ước, ngay khởi đầu mọi sự, nếu công việc, vấn đề đã hoạt động từ lâu nay đến lúc kết thúc cho một giai đoạn, quá trình, có tin tốt về tài lộc hoặc có hỷ sự, quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh Thủy, không nên bực bội, cãi nhau khi công việc, tình cảm đến không được như ý, nếu suy nghĩ kỹ thì cũng không có gì gọi là thiệt thòi, sự mập mờ, mơ hồ về giao ước, hứa hẹn sẽ có kết quả ở tương lai, nên tự trọng và giữ lấy uy tín của mình tiền bạc còn chậm hoặc chỉ là lời hứa. Tử vi tuổi kỳ sửu thuộc mệnh hỏa, chỉ nên chờ đợi sự việc sẽ tự nhiên đến, nói nhiều chỉ gây thêm rắc rối, phiền toái, có lộc nhỏ hoặc lộc ăn, quà tặng, tin vui, đã đến lúc cần phải giải quyết những công việc đúng hạn kỳ, theo sự hẹn ước, có tin xa hoặc gặp gỡ người thân. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, đi vào chuyện tình cảm hoặc quyết định theo tình cảm là điều không nên, chuyện tiền bạc cần phải có sự thẳng thắn, không nên e rè thì mới có kết quả nếu có tiệc đình đám được mời thì mình cũng phải có sự hao tốn có tin xa tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc nếu có sự giúp đỡ của quý nhân thì cũng không nên so đo e ngại sự hao tốn hoặc những việc nhỏ nhặt có sự trở ngại chút ít nhưng cũng phải cố gắng hoàn tất không nên bàn tán chỉ gây thêm rắc rối phiền toái có lộc nhỏ hoặc lộc ăn quà tặng tin vui đã đến lúc cần phải giải quyết những công việc đúng hạn kỳ theo sự hẹn ước có tin xa hoặc gặp gỡ người thân. Tử vi tuổi dần Vận trình tình cảm có điểm xa sút tình yêu của người tuổi này đã không trọn vẹn nay càng thêm buồn phiền. Theo chiết hút tót con tuổi dần không tìm được sự cảm thông hay sẻ chia từ người ấy trong lúc gần như rơi vào đường cùng. Công việc của tuổi dần trong ngày hôm nay diễn ra không quá khó khăn, tận dụng sự hỗ trợ của cấp trên và đồng nghiệp, bản mệnh từng bước tạo nên bước ngoặt cho mình. Cơ hội không tự nhiên mà có, may mắn là người tuổi này luôn hiểu rõ điều đó vận trình tài lộc có điểm sáng, bản mệnh đã có thể giải quyết khá nhiều nỗi lo liên quan tới tài chính. Bạn nên đề phòng các bệnh về phổi, tim mạch, bạn đặc biệt lưu ý nên ăn uống và nghỉ ngơi, tích cực tập luyện để nâng cao sức đề kháng của cơ thể từ bên trong. Cẩn trọng, đừng bao giờ cố tìm kiếm sự hoàn hảo trong tình yêu. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, có sự thay đổi về công việc, phương hướng làm ăn, công việc, đề phòng công việc đang tiến hành bị ngăn trở dở giang vì có khách hoặc có tin tức mới cần phải giải quyết, có tài lộc, có quý nhân giúp đỡ hoặc có tin tức tốt về tiền bạc, công việc, có hỷ sự, có sự thay đổi hoặc tu bổ đồ đạc, vật dụng hành nghề. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh Hỏa. Ngày xung của bổn mạng, ngày có nhiều bôn ba lận đận khó khăn hoặc gặp những chuyện buồn khó giải quyết mà công việc lại trong tình trạng cấp bách, cẩn trọng nếu gặp sự thưa kiện, tranh cãi, nói ngược, sai hẹn, ngày bị nhiều áp lực nên bình tĩnh, không nên giao du, kết bạn đi chung sẽ gặp họa gặp điều bất mãn chuyện tình cảm chỉ là sớm nở tối tàn tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ ngày xung của bổn mạng có rất nhiều biến động biến chuyển trong công danh tình cảm tài lộc khiến mình phải rất bận rộn để giải quyết tin tức tốt xấu lẫn lộn nên tìm gặp quý nhân là người khác phái sẽ giúp được cho mình nên cẩn trọng trong việc đi lại sử dụng xe cộ máy móc có rủi ro không nên bày vẽ thêm sẽ gặp rắc rối tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc ngày sung của bổn mạng nếu công việc hoàn cảnh tình thế không còn được như ý muốn thì nên thay đổi hoặc đi xa rời chỗ ngày có sự tụ hội đông đảo hoặc có nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn sức khỏe không tốt tâm tình bất an nên cẩn trọng khi sử dụng xe cộ máy móc nuôi súc vật không nên tham vọng quá lớn sẽ có điều hối tiếc tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim ngày sung của bổn mạng ngày có rất nhiều biến động biến chuyển trong công danh tình cảm tài lộc khiến mình phải rất bận rộn để giải quyết tin tức tốt sâu lẫn lộn nên tìm gặp quý nhân là người khác phái sẽ giúp được cho mình nên cẩn trọng trong việc di chuyển đi lại sử dụng xe cộ máy móc có rủi ro không nên bày vẽ thêm sẽ gặp rắc rối tử vi tuổi mão vận trình tình cảm đôi chút rất mẻ mối quan hệ đang đứng trên bờ vực dạn nứt vì tình yêu dù có lớn tới đâu cũng không nhận được sự ủng hộ từ gia đình sự ích kỷ trẻ con của con giáp này còn vô tình tạo ra vết thương sâu nặng cho người ấy công việc của tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra không thuận tiểu nhân xuất hiện và cho thấy rõ điểm báo bị lừa lọc bội phản nếu niềm tin không được đặt đúng chỗ dù là người thân thiết cách mấy bản mệnh cũng không nên nhẹ dạ cả tin vận trình tài lộc có biến động áp lực về tài chính càng ngày càng lớn vì tình hình chung của cả đất nước hôm nay bạn hơi khó chịu ăn uống không ngon miệng khó tiêu hóa hãy đi khám bác sĩ nếu thấy khó chịu và mệt mỏi quá mức riêng sức khỏe là thứ chúng ta không thể coi thường và chậm trễ được cẩn trọng họa tiểu nhân đeo bám nên lo lắng bồn chồn không yên. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy. Khi bắt tay vào việc chớ nên chán nản, hoặc trước cần cù mà sau biếng nhác, muốn bỏ ngang không tốt, nên chụp lấy cơ hội dù có hao sức hoặc có sự hao tốn về tiền bạc, nhưng sẽ có kết quả, có sự gặp gỡ bè bạn, quý nhân, có tin tức tốt đẹp về công danh, tình cảm của mình hoặc của người thân, không nên tin cậy về lời hẹn ước, có sự sai lệch chút ít, có tin tức ở xa, nên đối xử với mọi người một cách công bằng, bình đẳng, sự thiên lệch về một bên sẽ có sự phật lòng ngấm ngầm tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa gặp quý nhân bè bạn có tin vui đến có lọc nhỏ quà tặng ăn uống nếu có cuộc đi chơi xa coi chừng có sự lạc lối chờ đợi lâu lắc bỏ về nửa chừng hoặc có những sự việc xảy ra ngoài dự tính việc làm bị bỏ ngang bỏ dở vì có tin hoặc cần phải đi giải quyết công việc khác tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ không nên mưu sự những chuyện lớn lao hoặc lâu dài sự việc dở dang bỏ giờ nữa chừng vì có tin tức, hoàn cảnh mới, hoặc có người đến mình phải tiếp hoặc phải giải quyết. thuận lợi cho việc mưu cầu về tình cảm, ước hẹn, nhưng cũng không nên đi tìm, sự việc sẽ đến. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều biến chuyển mạnh về công danh, tài lộc, việc làm cũng như về tình cảm. Cần phải có sự khôn khéo thì mới tránh khỏi chuyện phiền phức, bị ép buộc, có sự gặp gỡ, di chuyển. Nên hoàn trả những gì đã nợ ở lúc trước để tránh sự buồn phiền trách oán hoặc hao tốn về mua sắm giúp đỡ hoặc phải bị phân chia do điều kiện đã được định trước. Tử vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim, nên di chuyển, đi xa giải quyết công việc, nên hỏi thăm tin tức về công việc cụ e không có kết quả như ý hoặc chưa tiến hành, giờ sang, bỏ giờ nữa chừng. Có người hoặc việc đến mình phải tiếp hoặc phải giải quyết, thuận lợi cho việc mưu cầu về tình cảm, ước hẹn, nhưng cũng không nên đi tìm, sự việc sẽ đến. Tử vi tuổi thìn, vận trình tình cảm có lúc kém sắc, mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi dần phai sắc vì thiếu đi sự tin tưởng và cả tình yêu. Thay vì cứ mãi trốn tránh khúc mắc đang tồn tại thì cứ hãy thẳng thắn bộc bạch suy nghĩ trong lòng. Công việc của tuổi thìn trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Chính quan nâng đỡ giúp sức cho những người này rất nhiều trên bước giường công danh. Tuổi thìn dân tìm được hướng đi mới trong công việc, đồng thời cũng được tạo cho không gian phù hợp để phát triển bản thân. Vận trình tài lộc dùng rình, bản mệnh đếm tiền mỏi tay vì doanh thu cùn ùn chảy vào túi bạn nên tận dụng để dành chút thời gian để quan tâm chăm sóc người thân trong gia đình và nửa kia của mình sẽ tốt hơn. đừng quá chìm sâu vào các mối quan hệ bên ngoài xã hội mà đánh mất sự quan tâm đối với những người trong nhà. tình yêu thương nào cũng cần được phun sới, chăm sóc mỗi ngày. cẩn trọng, sự nóng nảy chỉ càng khiến tinh thần thêm áp lực. tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, mọi kế hoạch dự tính đã được định trước cần phải xem xét lại kỹ lưỡng trước khi tiến hành, hoặc sẽ có những vấn đề mới phát sinh khiến phải suy nghĩ lại nên bình tĩnh khi có nhiều tin tức hoặc công việc đến rộn rập, tài lộc trung bình, có quý nhân hoặc bè bạn giúp đỡ. Tử vi tuổi Bính Thìn, thuộc mệnh Thổ, nên suy nghĩ kỹ trước khi ăn nói hoặc hành động, dễ bị hàm oan, thị phi, ràng buộc vì lời hứa, ngày dễ gặp nhiều rủi ro, chắc trở, không nên đi vào đám đông, nhúng tay vào chuyện người, làm ơn mắc quán, sự mong cầu về tin tức chỉ đem lại sự phiền lòng, thất vọng, đề phòng bị chơi xấu, có tin buồn ở xa, gặp lại người xưa. Tử vi tuổi Mậu Thìn, thuộc mệnh Mộc, ngày phải đương đầu với mọi tranh chấp, việc đến hoàn toàn không dễ dàng. Đề phòng mọi rủi ro bất chắc, chuyện tình cảm nên thẳng thắn giải quyết nhanh chóng. Hợp đồng, ký kết, giao dịch, cẩn trọng về chữ nghĩa sẽ có sự giấu diếm, lừa đảo hoặc bị sơ sót lầm lẫn đưa đến bất lợi. Tử vi tuổi Canh Thìn, thuộc mệnh Kim, nhu thuận trong sự giao thiệp, thực hiện điều dự tính, thay đổi phương hướng, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong công việc, chờ đợi tin tức mới cúng tế, làm phước, chữa bệnh, chuyện công danh, tình cảm, tài lộc nếu đến thì nên làm ngay, khi có lợi thì nên dừng bước. Sự lợi lộc có thể đến chậm hoặc chỉ là có tin hoặc được sự giúp đỡ của quý nhân. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, mọi việc nên giữ thái độ ôn hòa để thảo luận, bàn bạc dù mình đang bị áp lực hoặc đang gặp nhiều trở ngại chưa có phương hướng giải quyết cho ổn thỏa, nhưng sẽ có kết quả nên chấp nhận sự giải quyết tạm thời. Sau này sẽ có sự chuyển biến, có quý nhân giúp đỡ tử vi tuổi tỵ vận trình tình cảm ngập tràn vui vẻ người tuổi tỵ cảm nhận được rõ ràng tình cảm sự hết lòng của người ấy đối với mình bản mệnh mãn nguyện với hạnh phúc hiện tại và cũng toàn tâm toàn ý để vun vén cho tình yêu này công việc của tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi những ai đang làm công việc kinh doanh được quý nhân giới thiệu đối tác làm ăn tiềm năng đồng thời tìm được khách hàng phù hợp đừng quên bồi dưỡng thêm cho mình những kỹ năng mềm khác trong vòng xoáy hiện đại như hôm nay vận trình tài lộc có điểm sáng Nguồn thu nhập chủ yếu trong hôm nay lại đến từ các nghề tay trái. Bạn nên chú ý đến sức khỏe của mình hơn, để có được thành công hiện tại tuổi tỵ đã vất vả rất nhiều trong thời gian qua, trước tiên hãy sắp xếp lại mọi thứ, cân bằng thời gian, bạn nên dành nhiều thân gian hơn cho bản thân để có thể chăm sóc tốt cho cả tinh thần lẫn thể chất của mình. Cẩn trọng, làm việc quá sức nên ảnh hưởng nhiều tới vấn đề sức khỏe. Tử vi tuổi Ất Tỵ, thuộc mệnh Hỏa. Dù có quý nhân, bè bạn, cơ hội đến đem lại lợi ích cho mình, hoặc có tin tốt cũng không nên hấp tấp hành động sẽ không có kết quả trọn vẹn việc câu tài thì khó khăn phải có sự tiêu hao hoàn trả chi dụng những việc cần thiết đáo hạn nếu có tài lộc cũng nhọc nhằn hoặc cũng phải có điều kiện tiền vào nhanh ra nhanh có món lợi nhỏ dây dưa vào chuyện tình cảm một cách sâu đậm sẽ không đi tới đâu có sự phật lòng nhỏ hoặc không với ý trọn vẹn đề phòng rủi ro tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ sự mong cầu về công danh tài lộc tình cảm còn chậm chưa đến tất cả chỉ mới bắt đầu không nên hấp tấp vội vàng, không nên nghe sự hứa hẹn nhiều và chính mình cũng không nên đính ước, hứa hẹn, chỉ đưa đến sự đa nghi hoặc chỉ tạo cho mình nhiều áp lực. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, cần nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, việc làm dễ gặp chuyện thị phi, lời đồn, hàm oan hoặc có những tin tức đến mà nội dung có sự trái ngược lẫn nhau, nhất là về mặt tình cảm, có quý nhân giúp đỡ, tài lộc trung bình, có tin buồn về sức khỏe, bệnh tật, tai nạn, công danh của người thân tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim ngày khó có tài lộc hoặc việc mong cầu khó có kết quả có sự buồn phiền gặp chắc trở đôi chút không nên vì những chuyện nhỏ nhặt mà quên đi mục đích chính của mình chịu hao tốn một chút mà giữ được lâu dài ngày có nhiều sự việc đến phải giải quyết hoặc giao tiếp có cuộc vui nhỏ tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy có quý nhân giúp đỡ có tài lộc nhưng dễ hao tán vì giao thiệp chi phí các loại có định kỳ đến hạn hoặc phải chia phần cần nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói việc làm dễ gặp chuyện thị phi lời đồn hàm oan hoặc có những tin tức đến mà nội dung có sự trái ngược lẫn nhau nhất là về mặt tình cảm có tin buồn về sức khỏe bệnh tật tai nạn công danh của người thân tử vi tuổi ngọ vận trình tình cảm có chút xáo trộn khác biệt quan điểm tạo ra nhiều xung đột bất hòa trong cuộc sống hôn nhân cả hai người bắt đầu sinh ra cảm giác buồn chán mệt mỏi và không còn muốn nỗ lực vun vén cho tình yêu này nữa công việc của tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ may mắn ghé thăm nên người tuổi ngọ dễ dàng tìm được quý nhân để soi đường dẫn lối cho mình bản lĩnh ngút trời lại dám nghĩ dám làm nên bản mệnh có thể nắm bắt tốt mọi cơ hội thể hiện năng lực bản thân vận trình tài lộc dồi dào người làm kinh doanh có thể ký kết thêm vài hợp đồng mới gia tăng đáng kể nguồn thu nhập hiện tại tình khí nóng nảy và bốc đồng dễ gây ra nhiều tai họa nghiêm trọng cẩn trọng đề phòng bệnh cụ tái phát tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim dù có gặp sự chắc trở hoặc không vừa ý trong kết quả cũng nên chấp nhận, đừng quá chú trọng những chuyện nhỏ nhặt, tiểu tiết, có tài lộc, có tin buồn ở xa, nếu là người con trưởng thì nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc đi xa mới tốt. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy. Trong việc trò chuyện, giao thiệp nên cẩn trọng có sự trái ý bất ngờ, xung đột, người đến với mình chỉ đem lại điều hại hoặc tin xấu, chuyện tình cảm chỉ là thoáng qua, không nên mưu tính sự lâu dài, nếu có cầu về hôn nhân cũng nên chậm rãi hoặc vì hoàn cảnh, Tình thế chưa giải quyết được một cách êm xuôi, dễ bị trách quán, hàm oan tài lộc không tốt. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, không nên nhúng tay vào chuyện người, hoặc không nên lơ là về công việc dễ bị sự trách quán, hiểu lầm, hoặc có sự sơ sót. Khi xử sự, sự không nên nghiêng về một phía sẽ bị nhiều áp lực, cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng xe cộ, máy móc có rủi ro, có tin buồn. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ, nên cẩn thận trong việc di chuyển, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc, Ngày có nhiều biến động, thay đổi bất ngờ, khiến mình phải lo toan, chống đỡ, sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, có chuyện buồn, tin xấu. Ngày không nên khởi hành, mưu sự chuyện lớn, tiền và họa đi đôi. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc. Nếu có tiền bạc cũng phải chật vật hoặc phải có sự chia chác, đền bù, chi dụng, không nên nhúng tay vào chuyện người, hoặc không nên lơ là về công việc dễ bị sự trách quán, hiểu lầm, hoặc có sự sơ sót, vì sự sự không nên nghiêng về một phía sẽ bị nhiều áp lực cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng xe cộ, máy móc có rủi ro, có tin buồn. Tử vi tuổi mùi Vận trình tình cảm chưa được trọn vẹn, bản mệnh dần mất đi cảm giác an toàn khi ở cạnh người ấy, dường như đang có bức tường vô hình nào giữa hai con người. Hãy dành thời gian trò chuyện, chia sẻ nhiều hơn để có sự hiểu rõ lẫn nhau. Công việc của tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn, tác động bên ngoài ảnh hưởng khiến tinh thần lúc nào cũng ở trong trạng thái bất ổn tâm hồn treo ngược cành cây khiến cho tuổi mùi không thể tập trung để làm tốt việc gì sớm muộn gì cũng bị cấp trên khiển trách vận trình tài lộc bất ổn thu nhập không tăng song các khoản phát sinh lại vượt ngoài dự tính khiến con giáp này dần mất khả năng kiểm soát việc sinh hoạt hàng ngày của bạn cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe đấy bạn hãy duy trì thói quen ngủ sớm gặp gỡ bạn bè và đọc sách bạn nhé những thói quen này sẽ cho bạn một cơ thể khỏe mạnh cuộc sống của bạn sẽ trở nên ý nghĩa hơn đấy cẩn trọng tâm sự khi không tìm được nơi để giải bày thì sẽ rất nặng lòng tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim sự mong cầu về tiền bạc dù có đến cũng phải chịu nhiều điều kiện hoàn cảnh khắt khe hoặc nhọc nhằn công việc dù có đang gặp chuyện chắc trở cũng có cơ hội hoặc được quý nhân bè bạn giúp đỡ có tin xa có người khác phái nhờ vào mình có sự thay đổi nhỏ về phương hướng làm ăn hoặc nhận được sáng kiến mới để giải quyết công việc kết quả tốt là nhờ sự ăn ở đạo đức của mình đối với mọi người trong quá khứ tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy đã đến lúc có sự thay đổi phương hướng làm ăn hoặc công việc nếu công việc đang trôi chảy và kết quả còn xa thì sẽ bị gián đoạn nửa chừng vì có tin mới sự kiện khác xuất hiện hoặc có khách quý nhân đến cần phải tiếp xúc và giải quyết tình cảm bình thường có tin xa ngay của sự hẹn ước đáo hạn sự mong cầu về tài lộc còn xa chỉ có lộc nhỏ lộc ăn quà tặng nhưng vẫn phải chịu hao tốn nếu có tổ chức tiệc tùng đình đám sự việc sẽ kéo dài không được như ý tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa ngày có nhiều tin vui hoặc việc làm bình thường sự mong cầu về tài lộc còn chậm hoặc chỉ có lộc ăn quà tặng có khách hoặc có tin đến phải tạm dừng công việc phải ra đi để giải quyết tiếp xúc chuyện tình cảm đôi lứa nên chờ một dịp khác chớ nên quyết định tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ sự việc có thể đảo lộn không như mình nghĩ mọi việc không nên cưỡng cầu chỉ tự làm khổ mình có quý nhân đến giúp đỡ về mặt làm ăn hoặc có tin tốt về việc làm đã đến lúc cần phải thay đổi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính từ lúc trước Tài lộc đến bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, không nên tiến thêm. Tử Vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh Mộc. Dù sự việc có khó khăn đến đâu cũng nên cố gắng giàn xếp cho ổn thỏa, hoặc làm xong công việc sẽ có kết quả tốt. Có khách hoặc có tin đến phải tạm dừng công việc, phải ra đi để giải quyết, tiếp xúc, có tài lộc, nhưng phải hao tán cho mọi chi phí, nhưng cũng có quý nhân giúp đỡ, có lộc ăn, quà tặng. Chuyện tình cảm đôi lứa nên chờ một dịp khác, chớ nên quyết định. Tử Vi tuổi Thân vận trình tình cảm buồn nhiều hơn vui sự cố chấp cái tôi quá lớn của cả hai người càng đẩy xa khoảng cách trong mối quan hệ tình cảm này mâu thuẫn sẽ nhanh chóng bị đẩy lên đỉnh điểm do không có bất cứ sự nhường nhịn nào công việc của tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ mục tiêu rõ ràng lộ trình cụ thể là những yếu tố giúp cho con giáp này có được những bước đi chắc vững trên đường sự nghiệp tuy vậy bản mệnh đừng vội để cho chút thắng lợi trước mắt khiến bản thân quên mất phải tiếp tục cố gắng vận trình tài lộc có điểm sáng công việc chính được cho là nguồn thu nhập chủ yếu của con giáp này trong ngày. Nếu như bạn có một cơ thể sạch sẽ, thơm tho, bạn sẽ cảm thấy tinh thần mình thoải mái hơn rất nhiều đúng không nào? Theo một số nghiên cứu cho rằng, việc tắm hàng ngày sẽ giúp cơ thể gia tăng tuần hoàn máu, sản sinh tế bào mới giúp cơ thể khỏe mạnh, làn da đẹp hơn. Cẩn trọng, chuyện đơn giản nào cũng có thể trở nên phức tạp nếu như cứ tự suy tự diễn. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng, mọi việc nên cẩn trọng, từ từ giải quyết và thu xếp vén khéo công việc, có tin thuận lợi về việc làm cũng như về tài lộc, không nên giao du quá thân mật hoặc tin vào lời hẹn ước, có sự lỗi hẹn hoặc bị thay đổi, không nên ở lâu, sẽ vướng vào những chuyện vô bổ, tài lộc trung bình, sức khỏe không tốt, có tin buồn của người thân, bè bạn. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, ngày tuổi của bổn mạng, nên từ chối hoặc rút lui nhẹ nhàng những việc không cần thiết, mà hãy chú trọng vào những công việc quan trọng. Nếu có tin tức xấu hoặc có sự trở ngại cũng không nên lùi bước, sẽ có kết quả cẩn trọng chuyện thị phi ràng buộc vì lời nói có tin tức về tình cảm ở xa nên đi xa rời chỗ tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ ngày tuổi của bổn mạng không phải một lần giải quyết và ra tay hành động mà kết thúc được vấn đề tránh mọi sự cãi cọ xô sát hoặc vì nóng tánh mà gặp rủi ro mất đi nhiều tình cảm với người khác cuối ngày có tin vui hoặc có sự gặp gỡ Ngày chỉ nên ngồi yên việc thế nào thì chỉ làm như thế ấy tài lộc kém tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của bổn mạng, mọi việc đều thay đổi, không nên theo đường hướng cũ, tiền bạc vào nhanh ra nhanh, có quý nhân giúp đỡ, giao thiệp với người khác phái bất lợi, hoặc mình phải lo toan cho họ, cẩn trọng về sức khỏe không được tốt, có khách hoặc có tin của họ. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng, không nên tiến hành hoặc giải quyết những việc quan trọng, nên chờ tin khác, có nhiều sự cản trở rắc rối và có nhiều tin tức không tốt về công danh, bổn mạng, tài lộc, tình cảm gia đạo có chuyện buồn, bất an. Tử Vi tuổi Dậu, vận trình tình cảm dần được cải thiện, gặp đào hoa vượng nên tuổi Dậu có hội đủ các yếu tố để tháo gỡ các hiểu lầm trước đó với nửa kia. Sự thẳng thắn, bao dung là những điều cần thiết để cả hai thêm gần gũi nhau hơn. Công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra vất vả gian nan, tuổi Dậu đã bảo thủ lại còn thêm cố chấp, xem nhẹ ý kiến của người khác mà khăng khăng làm theo ý mình. Con giáp này sẽ sớm tìm lại được vận may cho mình từ tính cách mềm mỏng khôn khéo vận trình tài lộc bình ổn tuổi này sống tiết kiệm lại chi tiêu khéo léo nên dù thu nhập có chững lại cũng đủ trang trải cho các nhu cầu cá nhân dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp sức khỏe là vô cùng quan trọng bạn hãy thực hiện việc ăn uống khoa học ăn chín uống sôi hạn chế ăn thịt còn tái chất béo động vật như bơ sữa trứng ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng ruột già và phổi phổi rất nhạy cảm với sữa và dầu những thứ này sẽ làm cản trở sự trao đổi khí, gây khó thở, nặng lồng ngực. Cẩn trọng! trở ngại trong công việc phần lớn đều từ cố chấp mà ra. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Không nên đặt mình vào thế đứng giữa ngã ba đường, nên xem vấn đề nào quan trọng hơn thì giải quyết trước tiên, chứa để tình cảm xen vào và nên thẳng thắn quyết định, dù có sự thiệt thòi về tiền bạc, danh lợi chút ít, có người đi xa, có tin buồn, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa. Tài lộc chỉ hé mở chưa phải là lúc tính chuyện lớn lao, cần phải cố gắng thêm nữa để khỏi phụ lòng người, cơ hội đã giúp đỡ mình tiến thêm thì bất lợi, có quý nhân, bè bạn, người thân đến, nên nhu thuận với mọi người, tránh mọi sự thị phi, tranh cãi, có tin không tốt. Tử vi tuổi kỳ dậu, thuộc mệnh thổ. Ngày có tin vui hoặc công việc trôi chảy, việc đến như thế nào thì làm như thế ấy, nếu có người đề nghị việc gì thì nên chấp thuận, không có hại, tình cảm tốt, thuận lợi cho việc giao ước, kết bạn, đi xa, dọn dẹp, thu xếp công việc, chỉ nên nói chuyện ở chỗ riêng tư sẽ có người dòm ngó hoặc châm trích. Tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, cần phải kiên nhẫn chờ đợi, không nên đi quá xa hoặc mong cầu những chuyện lớn lao thì lợi và hại sẽ đi đôi. Tin vui đi liền với tin buồn hoặc có nhiều chuyện, tin tức đến cần phải lo toan, tính toán, có người đến mời hợp tác hoặc hỏi ý kiến. Tử vi tuổi quý dậu, thuộc mệnh kim. Việc đến như thế nào thì làm như thế ấy, nên cẩn trọng có những tình huống xảy ra không tốt, gặp chắc trở hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình. Tuy nhiên nếu có người đề nghị việc gì thì nên chấp thuận, không có hại, tình cảm tốt, thuận lợi cho việc đi xa, dọn dẹp, thu xếp công việc. Chỉ nên nói chuyện ở chỗ riêng tư, vì sẽ có người giòng ngó hoặc châm chích. Tử vi tuổi Tuất, vận trình tình cảm tươi sáng rõ nét. Nhờ có may mắn ghé thăm mà tuổi Tuất cảm nhận rõ tình yêu, sự toàn tâm toàn ý mà người ấy dành cho mình. Người độc thân dễ dàng tìm được người ưng thuận trong các mối quan hệ xã giao rộng rãi. Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra còn chút vất vả. Vốn là con giáp mạnh mẽ bản lĩnh và dám nghĩ dám làm Xong đừng vì thế mà nhẹ dạ cả tin ai nói gì cũng răm rắp nghe theo đây cũng không phải là thời điểm thích hợp để mở rộng quy mô làm ăn hay kinh doanh vận trình tài lộc đi xuống do đó con giáp này cần phải hết sức thận trọng đối với các quyết định liên quan tới tài chính một ngày vất vả bận rộn bạn sẽ không thể tránh được cảm giác mệt mỏi vào cuối ngày tử vi tuổi tuất ngày hôm nay khuyên bạn để tốt cho phổi và ruột già bạn nên ăn nhiều gạo lứt ngoài ra cũng nên bổ sung bắp cải súp lơ củ sen gừng, củ cải, mù tạt. Đó đều là những thực phẩm giàu chất xơ sẽ hỗ trợ ruột già tiêu hóa thức ăn. Cẩn trọng, vội vàng, hấp tấp nên làm việc gì cũng dở dang. Tử vi tuổi giáp tuất, thuộc mệnh hỏa, nên cẩn trọng trong công việc làm ăn, có kẻ muốn dùng đến luật lệ, quy tắc để khống chế mình hoặc công việc. Ngày có nhiều sự bận rộn, đông người hoặc nhiều nguồn tin nhưng tin tức cần thiết hoặc người cần gặp lại không đến, hoặc chậm chạp, tài lộc bình thường, tâm tình gia đạo vui buồn lẫn lộn không nên dùng tình cảm khi giải quyết công việc tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ không nên chờ đợi mà hãy ra đi để giải quyết hoặc gặp người cần gặp chớ nên để sự việc đã xảy ra rồi mới lên tiếng việc gì cũng phải đi trước một bước kẻo lỡ việc về lời ăn tiếng nói giấy tờ phải có sự khéo léo và không nên khẳng định không thành công tài lộc có chút ít tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc cung tế làm phước làm việc từ thiện cẩn trọng đề phòng bất chắc trao đổi ý kiến gặp quý nhân nhờ cố vấn nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc, không nên khơi lại chuyện cũ chỉ gây thêm phiền lòng, chớ để người khác níu kéo mình về tiền bạc cũng như về tình cảm. Tài lộc còn ở xa, có tin vui buồn lẫn lộn. Tử vi tuổi canh tuất, thuộc mệnh kim. Nếu thấy việc trước mắt có lợi nhưng cũng nên đề phòng rủi ro hoặc có người dòm ngó gây sự cản trở cho mình, có sự thay đổi công danh, chức vụ, phương hướng công việc làm ăn hoặc nghe tin về chuyện này, nên cẩn trọng trong mọi hành động, di chuyển, đi lại, dễ gặp rủi ro, có tin buồn, tài lộc chậm hoặc có mà phải chia phần, chi phí, cầm tiền của người khác. Tử vi tuổi nhâm tuất, thuộc mệnh thủy. Hãy mạnh dạn ra đi để gặp gỡ, giải quyết công việc, dù biết rằng có nhiều sự khó khăn đang ở trước mắt, sức khỏe không tốt, không nên khơi lại chuyện cũ chỉ gây thêm phiền lòng, chớ để người khác níu kéo mình về tiền bạc hoặc chơi xấu, có tài lộc, có tin vui buồn lẫn lộn. Tử vi tuổi hợi, Vận trình tình cảm đậm đà ngọt ngào, mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi có cơ hội gắn kết trở lại sau những tranh cãi trước đó. Cả tuổi hợi lẫn người ấy đều nhận ra mình không thể sống thiếu đối phương. Công việc của tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ, Tử Vi ngày mới cho biết người tuổi hợi sẽ nhận được nhiều may mắn liên quan tới việc được cất nhắc, thăng tiến trong công việc, bản mệnh không chỉ đảm đương tốt công việc chính mà còn làm thêm vài công việc tay trái. Vận trình tài lộc được cải thiện, từ công việc chính cho tới nguồn thu phụ đã giúp cho con giáp này có thể trang trải tốt cho cuộc sống hiện tại về sức khỏe bạn nên chú ý bổ sung chút vị đắng và thực đơn của ngày hôm nay sẽ tốt cho việc lấy lại cân bằng trong cơ thể các thức ăn giàu chất béo cholesterol và rượu nên hạn chế lại một cốc trà cừng nóng cũng có tác dụng tốt giúp bạn ổn định trạng thái và lấy lại tinh thần cẩn trọng sức khỏe không được đảm bảo do khối lượng công việc chất đống tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa cần phải có sự sáng suốt thông minh lạnh lợi khi đối đầu với công việc cũng như chuyện tình cảm dù không có sự thiệt hại gì nhưng sau này dễ có sự phiền lòng nên sòng phẳng chớ nên để tình cảm xen lẫn có sự thiệt thòi có lợi nhỏ tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ cứ hết lòng với công việc tiền bạc sẽ đến ở một ngày khác chuyện tình cảm chớ nên nghĩ ngợi sẽ có người hiểu mình tình cảm tốt ngày có sự ước hẹn đính ước hội họp tiệc tùng có lợi nhỏ tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc ngày tốt trung bình việc đến như thế nào thì làm như thế ấy tình cảm vui vẻ có tin xa ngày có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn quả cáp dự tiệc, việc làm gặp quý nhân hoặc công việc dễ dãi thuận lợi, có cuộc đi ngắn hoặc có sự sửa chữa, tu bổ, mua sắm về đồ đạc. Tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim. Ngày có nhiều công việc hoặc có tin tức đến bận rộn khiến phải lo toan hoặc phải giao tiếp, dù công việc dễ bị bỏ dở hoặc có sự thiếu sót, gặp trở ngại cũng nên cố gắng hoàn tất rồi mới bàn tính đến việc khác, có quý nhân giúp đỡ hoặc đến bàn chuyện có lợi cho mình. Tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy. Việc đến như thế nào thì làm như thế ấy, có tin xa, ngay có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, quà cáp dự tiệc, nhưng không vừa ý hoặc phải hao tốn hoàn trả, vay mượn, có cuộc đi ngắn hoặc có sự sửa chữa, tu bổ, mua sắm về đồ đạc. Chuyện tình cảm không nên đặt nặng vào một người hay một công việc, có sự trách quán, có người không đồng ý về chuyện làm của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại.